Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể chị nha. Chào mừng toàn thể chị quay trở lại kênh Thiên Định TV. Hôm nay thì ngày thứ hai, ngày mùng 6 tháng 5 vậy, năm 2024 Thiên Định đang có mặt tại phân khu Đảo Dừa. Hôm nay thì thời tiết mưa chị ạ, có mưa. Hôm nay vừa Thiên Định thì vừa mới dẫn khách tại phân khu Đảo Dừa xong. Đối với những cái sản phẩm tại Vinhome Ocean Park 2, Ocean Park 3 thì Thiên Định thấy được rằng là Thiên Định cũng không gọi là với cái mức cái giá hiện tại đang bán ra phải nói là quá hợp lý rồi chị ạ, đúng không ạ? Với một cái căn liền kề mà chia ra nó chỉ rơi tầm có 128 triệu một mét, đúng là quá hợp lý cho một cái căn đã xây lên 5 tầng rồi. Hiện tại thì phân khu Đảo Dừa đã cũng có người vào ở rồi chị nhá. Đấy, có những căn cũng đã vào ở rồi. Một số căn thì đã kiểu như là hoàn thiện nhưng mà cũng ít, chưa có nhiều. Nhưng mà ở đây thì chủ đầu tư cũng đã hoàn thiện một quỹ rồi chị nhá. Một quỹ gọi là quỹ leasing đấy, quỹ cho thuê đấy, thì chủ đầu tư cũng đã hoàn thiện khá là nhiều rồi. Vào các cái khu bên ngoài thì nó cực kỳ gọi là đồng lúc và sầm uất, đặc biệt là các khu như Grand Gu hay cây thao. Nhưng mà khi chúng ta đã vào Đảo Dừa thì nó có cái gì nó rất là yên tĩnh anh chị. Thiên Định đang so sánh với những cái sản phẩm tại Ocean Park 1 như phân khu Ngọc Trai và phân khu Riverside ở trên trên các cái phân khu như Hoa Sơn Lan, Hoa Sữa, Anh Đào ở trên Riverside, đúng không ạ? Nếu như mà so sánh thì nó giống giống như cái kiểu như bên Harmony. Đấy, nó giống như những cái khu bên Harmony. Tại vì sao, là ở đây nó cũng không có hầm là một. Thứ hai là về cái mật độ xây dựng và nó cũng 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 kiểu kiểu như là nó sẽ so sánh với Harmony thôi. Tại vì đây là đâu, nó đâu có sông đâu, đúng không ạ? Cho nên thực ra chúng ta cũng phải chia sẻ luôn là bây giờ Harmony, giá của bên Harmony bây giờ nó rơi tầm khoảng 270 280 triệu mét. Đấy, giá rất là cao. Mà với khoảng cách di chuyển thì với cái một cái trên cái trục đường gọi là Cổ Linh Lao Thắng lên cao tốc, đúng không ạ? Di chuyển từ Vinhome Riverside bây giờ xuống đến Vinhome Ocean Park 2 của chúng ta chắc nó đâu đó tầm khoảng 15 phút của chị ạ. 15 phút đến tầm khoảng 20 phút, chắc không đến 20 phút đâu. Đấy, chúng ta có thể thấy được rằng là bây giờ cái khoảng cách được quãng đường di chuyển nó rất là đẹp. Thì với một cái mức giá hiện tại chỉ tầm khoảng hơn 7 tỷ là chúng ta đã có thể sở hữu cho mình một cái căn tại phân khu khép kín, phân khu Đảo Dừa. Thì đúng là Thiên Định chia sẻ thật luôn là đây là cái cơ hội để chúng ta có thể mua được những cái sản phẩm gọi là nó mang cái gì đấy hơi hướng gọi là kiểu như là vượt trội, đúng không chị? Còn thực ra là Thiên Định kể cả khu Vịnh Thiên Đường này, khu Thời Đại này hay khu Phố Biển này cũng là đều những là khu đẹp, khu đấy là những cái khu thoáng, khu mở. Thì thực ra là kể cả shop house nhưng mà chúng ta không ở, à chúng ta không kinh doanh thì chúng ta ở nó cũng cũng nó cũng là ok cô chị ạ. Đấy, nhưng mà ví dụ như là ở thì Thiên Định thấy được rằng là Đảo Dừa là cái khu nó ở giá trị nhất cô chị ạ. Đấy, còn cũng có những khách hàng có Thiên Định là không không thích ở khu đóng như này mà thích ở một cái khu nó thoáng hơn, thì lại Thiên Định lại phải lựa chọn cho chị chúng ta những cái khu như bên ngoài như là Phố Biển này hoặc là Thời Đại này, đúng không ạ? Hay là những cái phân khu như Cỏ Xanh này, Hải Âu này thì cũng là đều như là những cái phân khu nó cũng rất là đẹp. Tại vì sao, là quan trọng nhất là chúng ta cứ chia ra mét vuông, giá nó loanh quanh nó rẻ là hợp lý, đúng không ạ? Còn tiện ích thì thực ra là khu nào cũng có đầy đủ tất cả những tiện ích nha chị nhá. Nhưng mà trên khu phân khu Đảo Dừa thì nó chỉ có những cái tiện ích nó đẹp hơn và nó đẳng cấp hơn thôi. Thì mình phải khẳng định là phân khu Đảo Dừa là có những cái tiện ích nó đẳng cấp hơn cô chị ạ. Còn đối với các cái phân khu khác thì nó đều có những cũng có những cái tiện ích như phân khu Đảo Dừa. Nhiều ví dụ phân khu Đảo Dừa thì có bể bơi, căng bên ngoài cũng có bể bơi, nhưng mà ví dụ phân khu bên ngoài thì là chỉ bơi bơi ngoài trời, đúng không ạ? Đảo Dừa thì là bể bơi bốn mùa, đúng không ạ? Kiểu kiểu vậy. Đấy, hoặc là bên ngoài thì có công viên nước, nhưng mà công viên nước nó bình thường, bên này nó lại có những cái gọi là nó độc đáo hơn. Đấy. Thì đối với những cái sản phẩm tại phân khu Đảo Dừa thì mình thấy được rằng là nó mang cái giá trị thật sự và nó là một cái khu khép kín 24/7, thì sau này khu đô thị của chúng ta trở nên sầm uất thì chắc chắn những cái sản phẩm tại phân khu Đảo Dừa nó sẽ có cái mức tăng lãi vốn rất là cao nha chị nhá. Còn ngoài ra ấy, thì những cái shop house bên ngoài thì nó chỉ rơi tầm khoảng hơn 7 tỷ, 7 tỷ 6 đến 7 tỷ 8 là chúng ta 7 tỷ rưỡi là chúng ta cũng đã có thể sở hữu được cho mình những cái căn shop house được phép kinh doanh bên ngoài rồi. Còn ví dụ ở đây thì phân khu, những cái phân khu không được kinh doanh là trên định, ví dụ như là như phân khu Cỏ Xanh này. Đấy, thì nó cũng chỉ có ví dụ như cái trục đường Cỏ Xanh thì có chỉ có Cỏ Xanh 10 12 là cái trục đường gọi là kinh doanh thôi. Đấy, là cái trục đường to 20 mét thôi, cũng tùy nha chị nhá. Hay là phân khu Hải Âu, đúng không ạ? Nói chung là không phải gọi là một cái phân, trong một cái phân khu ấy thì
đa số là chỉ những cái trục đường chính, đường lớn thôi. Nhưng mà ví dụ như ở Cọ Xanh thì kể cả Cọ Xanh 18, trục đường 20m đúng không ạ? Thì đấy, những cái sản phẩm đấy là chúng ta có thể được kinh doanh. Đấy, hoặc là ở đây thì các cái khu như Vịnh Thiên Đường, Thiên Định chia sẻ luôn là khu Vịnh Thiên Đường là khu không được kinh doanh không chị nhá. Như hôm qua là Thiên Định vừa mới gặp một khách hàng của Thiên Định, gọi là khách hàng của Thiên Định nhưng mà lại đã mua từ trước đấy rồi. Đấy, nhưng mà anh chị ấy đang muốn mua thêm thì gọi điện xuống cho Thiên Định thì là trước là đã mua một căn ở bên khác rồi, tại vì trước đấy thì Thiên Định lại không bán ở dưới đây. Thiên Định chủ yếu bán tập trung ở trên Vinhome Ocean Park 1, hàng chuyển nhượng. Đấy thì là bây giờ anh chị ấy biết là Thiên Định bán thì xuống gọi điện, thì là xuống là anh chị là mua một căn ở Vịnh Thiên Đường. Nhưng mà anh chị ấy lại lại nhầm một cái là khi mà sale tư vấn lại không tư vấn nó rõ ràng là cái khu Vịnh Thiên Đường nó lại là cái khu lại không được kinh doanh. Đấy, thế anh chị thắc mắc là tại sao gần biển, gần vịnh biển bốn mùa đúng không ạ? Các cái trục đường nó rất là gần vịnh biển bốn mùa mà lại không được kinh doanh. Đấy, nhưng mà Thiên Định bảo là cái này là quy định của chủ đầu tư rồi, nó là khu không được kinh doanh, nó cũng giống như phân khu Hải Âu hoặc là phân khu Cọ Xanh ấy. Đấy. Nhưng mà sau này thì cũng chưa biết được, sau này thì có thể là chúng ta có thể xin phép hoặc là chúng ta mở cửa hàng ra chúng ta kinh doanh thì chúng ta xin phép chủ đầu tư. Còn quy định của chủ đầu tư là phân khu Vịnh Thiên Đường là con khu không được kinh doanh của chị nhá. Đấy. Cho nên là khi tư vấn ấy, cái người sale tư vấn là người ta phải gọi là phải chia sẻ tất cả những cái thông tin. Đấy. Chứ còn phân khu Vịnh Thiên Đường là cái phân khu rất đẹp. Ôi chị ạ, gần với vịnh biển, nó là cái phân khu rất gần với vịnh biển luôn. Đặc biệt là có những cái căn gần vịnh biển thì phải nói là đi ra vịnh biển rất là gần. Nhưng mà tại sao nó không được kinh doanh? Tại vì quy định của chủ đầu tư là một, và thứ hai nữa thì cái đấy mà kinh doanh thì chúng ta cũng thấy được là nếu như kinh doanh thì nó chỉ có bốn mùa thôi. À, nó chỉ có một mùa thôi, là mùa hè thôi. Còn những cái mùa khác như là mùa mùa thu hay mùa đông thì chắc chắn mọi người không đi bơi, thì cái khu vịnh biển nó cũng sẽ là rất là vắng. Cái đây là chắc chắn. Chúng ta nhìn một cái là thực tế luôn, đúng không ạ? Bây giờ chắc chắn một điều rằng là cái mùa này là mùa mùa hè này, thì chắc chắn một điều rằng là vịnh biển nó sẽ bán hàng rất tốt, cũng giống như phân khu san hô ấy. Đấy, như phân khu san hô là cái phân khu cũng gần với biển Hồ Tạo Sóng, thì nó cũng sẽ sôi động vào cái những cái dịp gọi là dịp mùa hè, là khu gọi là biển Hồ Tạo Sóng nó mở cửa hoặc là vịnh biển bốn mùa nó mở cửa, thì quanh quanh gọi là vịnh Thiên Đường nó sẽ sầm sầm uất hơn. Và khi đấy là mọi người tới, à cái khu này nó gần biển này, gần thế này thế kia này, khách cứ nó đi lại nó đông đúc này thế này thế kia, mua vào là nó ok. Nhưng mà chúng ta phải hiểu một điều rằng là nó chỉ sầm uất được vào mùa 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 hè thôi. Còn khi vào mùa đông thì vịnh biển và biển Hồ Tạo Sóng sẽ đóng cửa, không còn khách ở đấy nữa. Và chắc chắn một điều rằng là để mà kinh doanh nó cũng sẽ không phát triển được, đúng không ạ? Chúng ta phải chấp nhận một điều. Thế tại sao cái khu gọi là san hô là một cái khu gọi là gần ngay với biển Hồ Tạo Sóng, khách cũng cũng rất là đông, tại sao là nó lại là khu gọi là để ở, không phải là khu kinh doanh? Nó chỉ có một số trục đường chính thôi, như san hô 19 này hoặc là san hô 4 này, san hô 13 là những cái trục shop house kinh doanh thôi. Chứ còn là đa số là tất cả nó đều là những cái căn gọi là để ở rồi chị nhá. Đấy. Còn ví dụ như ở đây những cái phân khu mà chuyên kinh doanh là có những phân khu nào? Chuyên kinh doanh là có Kinh Đô là một này. Đấy, rồi Sao Biển này. À, Kinh Đô Sao Biển là bên Vinhome Ocean Park 2. Còn ngoài ra thì chúng ta có bên Vinhome Ocean Park 3 thì có phân khu Thời Đại này. Đấy, rồi phân khu Phố Biển này là những cái phân khu được phép kinh doanh của chị ạ. Đấy. Chứ gọi là không phải gọi là khi mà chúng ta đã tìm hiểu thì chúng ta phải hỏi rõ ngọn ngành. Đấy, gọi là chứ không phải là một cái khu nó mở, nó không phải khu đã khu kín là nó được kinh doanh đâu các chị nhá. Mà ở đây chúng ta phải cần có cái sự sâu sắc về cái việc tư vấn của sale bán hàng. Đấy. Giống như khu để ở thì có Hải Âu, bên Ocean Park 2 có Hải Âu này, Cọ Xanh này, San Hô này, Ngọc Trai này, Đảo Dừa này. Đấy, thì khu kín thì có là Đảo Dừa và khu Ngọc Trai là phân khu gọi là khép kín. Đấy, hoặc là bên Ocean Park 3 thì có phân khu Đảo Ngọc và phân khu Vịnh Xanh là phân khu khép kín. Sau này phân khu Đảo Ngọc và phân khu Vịnh Xanh thì cũng sẽ mở bán sau. Còn bên bên phân khu bên Ocean Park 3 thì đã mở bán phân khu, thứ nhất là phân khu Phố Biển là một này, phân khu Vịnh Thiên Đường này, phân khu Thời Đại này. Còn có một số phân khu nữa là phân khu Ánh Dương này, bên Ocean Park 3 này, rồi phân khu Đảo Ngọc này và phân khu Vịnh Xanh này, là ba phân khu là chưa mở bán này. Thì sắp tới chủ đầu tư sẽ mở bán, nhưng mà Thiên Định chắc chắn một điều rằng chủ đầu tư sẽ bán cổ loa xong để mới bán bên những cái phân khu tiếp theo bên Vinhomes Ocean Park 3 của chị nhá. Và chắc chắn một điều là giá lúc đấy nó sẽ không không phải là thấp đâu, chắc chắn nó sẽ là leo thang. Và hiện tại thì tất cả những cái thông tin của Vinhomes cổ loa thì
Thế định chia sẻ luôn là nó chưa phải là chính xác. Tất cả như là chỉ là những cái thông tin sơ bộ, kiểu như là để là truyền tải những cái thông tin cơ bản tới khách hàng thôi. Như Thiên Định cũng thế, Thiên Định cũng mong muốn làm sao có những cái thông tin gì Thiên Định muốn chia sẻ những cái thông tin đấy cho khách hàng, đúng không ạ? Tại vì mình là người bán hàng mà, mình là người sale mà. Đấy, thì mình bán hàng dự án nào thì mình phải truyền tải những cái thông tin đấy. Còn cái việc chính thống hay không thì nó phụ thuộc vào chủ đầu tư. Và Thiên Định cũng tin chắc rằng Vinhome cổ loa thì chắc chắn muốn ra hàng thì cũng phải bán được một phần Vinhome Ocean Park 2, Ocean Park 3 phải bán, Ocean Park 2 phải bán hết. Ocean Park 3 thì cũng phải một phần phải bán, gọi là bớt một phần đi chứ không phải là như này đâu anh chị ạ. Cho nên nó phụ thuộc vào cái tiến độ bán hàng của Vinhome Ocean Park 2 và Ocean Park 3 nữa anh chị nhá. Đấy, chứ không phải là bảo ra hàng được luôn đâu. Còn việc về với cái việc pháp lý chắc chắn là đã xong hết rồi. Đấy, mặt bằng đã xong hết rồi, tiến độ ra hàng cũng khi cũng đã có hết rồi. Đấy, bây giờ nó chỉ có chờ thời gian và gọi là nổ gọi là bùng nổ thôi, đúng không ạ? Như các cái phân khu mở thì đấy, thì định chia sẻ luôn là đối với Vinhome Ocean Park 2 là 8 phân khu đúng không ạ? 8 phân khu. Đấy. Nhưng mà phân khu mà kín thì có Ngọc Trai và phân khu Đảo Dừa. Thì phân khu Đảo Dừa là cái phân khu với cái tầm tài chính nó vừa phải nhất. Loanh quanh đâu đó chỉ bằng một căn chung cư bên phố, đúng không ạ? Loanh quanh chỉ tầm 7 hơn 7 tỷ bằng một căn chung cư cao cấp bên phố thôi, đúng không ạ? Bên phố bây giờ căn đẹp mà căn to góc nó phải rơi tầm khoảng cả hơn chục tỷ rồi. Nhờ những căn trung bình hay gọi là ví dụ như bên Tham City bán thì bây giờ cũng là hai ngũ bây giờ cũng tầm khoảng 6 tỷ rồi, đúng không ạ? Thì chắc chắn một điều rằng với một cái căn liền kề 5-6 mét mà hơn 7 tỷ là một cái sự lựa chọn quá là hợp lý, đúng không ạ? Xây dựng 5 tầng lên thì chắc chắn một điều rằng là trong tương lai thì những cái căn này nó cái mức độ lãi vốn nó tăng là nó sẽ tăng cao. Đấy. Cho nên là Thiên Định cũng làm sao Thiên Định chia sẻ những cái và cơ hội đầu tư thật sự luôn. Đấy, cơ hội đầu tư để chúng ta có thể mua được cho mình trong thời gian này. Chứ khi mà đã dự án đã bán vơi đi thì lúc đấy kể cả chúng ta muốn mua thì chắc chắn giá nó sẽ cao hơn. Đấy. Có rất nhiều người cũng sang bảo là ôi dự án bây giờ nó hơi xa, nó vắng thế này thì khi nào mới về ở. Nó cũng không khác gì cái bài toán ngày trước ở Vinhome Ocean Park 1 hay là Vinhome Riverside chị ạ. Vinhome Riverside là cái bài toán năm 2013. Thiên Định dẫn khách sang thì khách nào cũng bảo là ở cái khu này nó xa quá, bên Long Biên luôn chị ạ. Đấy, mình đi bán hàng chào khách mời sang anh Đào, sang mở bán xong bảo đi xa quá, anh không khả năng anh không mua. Đấy, năm 2013. Năm 2013 Thiên Định mời khách cũng khó khăn cực kỳ luôn đúng không chị ạ? Mời được một khách sang với dự án Vinhome Riverside bán rất là khó khăn. Đấy. Rồi sau đấy là chúng ta có thấy là 2018 là Thiên Định bán Ocean Park 1. Rất nhiều khách hàng 10 người thì phải 9 người chia xa. Đấy, nhưng mà người ta đã mua ở Vinhome Riverside rồi thì người ta vẫn tin tưởng người ta Vinhome mua Ocean Park 1. Đấy, cái việc tin tưởng và cái việc gọi là nhìn nhận đánh giá gọi là lâu dài. Đấy, có con mắt gọi là nhìn đường dài. Nó phải khác chị ạ. Chúng ta phải mua những cái thời điểm mà mọi người chưa tới, chưa về. Mình mua thì lúc đấy giá gì á, thì lúc đấy khi mọi người đã về rồi thì làm gì còn cái giá này nữa đúng không chị? Đấy, năm 2018 Thiên Định mời rất nhiều khách. Khách sang đây kể cả mua rồi vẫn còn đóng báo xa, khả năng anh chị để đây cả chục năm, 20 năm. Chúng ta có biết không? Chỉ tầm 20 từ 2018 đến 2022 là giá đó đã tăng đột biến khủng khiếp như nào rồi, đúng không ạ? Anh ơi em cảm ơn nhá. Vâng ạ. Đấy, từ 2022 nó đã đột biến như nào rồi, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta phải hiểu được một điều rằng là chúng ta phải mua những cái thời điểm mà dự án nó mới hình thành như thế này, cô chị ạ. Chính ra là Vinhome Ocean Park 2 đã gọi là đã mở bán từ tháng tầm khoảng tháng 5 tháng 6 năm 2022 đúng không ạ? Đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ đây là 2024 là 2 năm rồi. Mà bây giờ chúng ta còn lại còn mua được cái mức giá rẻ hơn so với ngày trước, thì những cái mức giá ví dụ như một cái căn liền kề 7 tỷ 2 đấy là giá của nó là giá niêm yết của chủ đầu tư nó rơi tầm khoảng gần 9 tỷ. Đấy, thì chúng ta thanh toán sớm nó trừ 19,3% thì với còn 7 tỷ 2 đấy. Còn không, cái thời điểm 2022 này như căn đấy phải bán ít nhất phải tầm khoảng trên 8 tỷ đến gần 9 tỷ của chị, 8 tỷ rưỡi của chị ạ. Nhưng mà đến thời điểm này là chủ đầu tư chiết khấu luôn 19,3% luôn. Đấy, mức chiết khấu cực kỳ thấp. Đấy. Thì bây giờ là thứ nhất là chúng ta có thể thấy được rằng là chúng ta vừa lại mua được giá rẻ này, đúng không ạ? Vừa mua được giá rẻ này và vừa chúng ta lại có cơ hội vẫn còn có thể lựa chọn được những cái căn đẹp này, đúng không ạ? Thì đúng là một cái cơ hội để chúng ta có thể gọi là còn lại để chúng ta có thể mua được. Tại vì sao, là để mà dự án đặc biệt là phân khu Đào Dừa nó mà bán hết đi thì không còn sản phẩm giá rẻ mà chúng ta vào được những cái phân khu khép kín đâu chị ạ. Thế thì khẳng định luôn, khi mà chúng ta đợt sau này chúng ta muốn vào phân khu khép kín thì chúng ta vào phân khu Vịnh Xanh hoặc là phân khu Đảo Ngọc của bên Vinhome Ocean Park 3 thì nó đắt lắm, phải nói là rất là đắt. Đấy, cho nên chúng ta phải biết được thời cơ, chúng ta mua thời điểm này thì chúng ta không bị lỡ nhịp của chị ạ. Đấy.
Thì đây là cái video Thiên Định đang muốn chia sẻ với chúng ta về cái những cái phân tích cho cô chị chúng ta vào ngày đầu tuần của chị nhá. Chúc cô chị chúng ta có một tuần làm việc thật là vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể chị ra những video tiếp theo. Thiên Định xin chào anh chị nhá.